xin chào quý vị đang theo dõi chuyên mục an toàn đời sống của đài phát thanh và truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, vấn đề an toàn trong chăn nuôi sẽ là chủ đề chính mà chuyên mục hôm nay đề cập đến. Vì vậy, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để thông tin về nội dung này. Thưa quý vị, hiện nay nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ thịt động vật đang tăng cao, việc buôn bán giết mổ gia súc, gia cầm vì thế cũng tăng mạnh. Điều này đang gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm soát sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường. Theo ngành chức năng hiện nay việc kiểm soát các sản phẩm động vật gặp khó khăn do quy mô chăn nuôi chỉ địa bàn thành phố và các huyện đa số còn nhỏ lẻ, số cơ sở chăn nuôi đủ tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh chưa nhiều. Bên cạnh đó, các huyện thành phố chưa xây dựng được cơ sở giết mổ tập trung mà chủ yếu là giết mổ nhỏ theo quy mô hộ gia đình. Những cơ sở này thường hoạt động vào ban đêm nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Ngoài ra việc gia tăng hoạt động giao thương buôn bán gia súc gia cầm trong thời gian gần đây cũng gây nguy cơ lây lan dịch bệnh qua đường vận chuyển. Do vậy để hạn chế những nguy cơ này, ngoài việc tăng cường kiểm tra sản phẩm động vật để kịp thời ngăn chặn mầm bệnh lây lan thì ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân cần chú trọng chăn nuôi theo hướng an toàn nhằm đảm bảo sức khỏe vật nuôi và nâng cao giá trị kinh tế. Các loại hóa chất kháng sinh, thuốc thú y có vai trò quan trọng trong phòng ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi và nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng người dùng cần cẩn trọng, tránh sử dụng bừa bãi để không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người sản xuất, tiêu dùng sản phẩm hiện nay hóa chất kháng sinh thuốc thú y được nhiều người sử dụng với mục đích kích thích sinh trưởng phòng bệnh và trị bệnh cho vật nuôi nếu sử dụng kháng sinh trong khẩu phần ở một tỷ lệ hợp lý sẽ có tác dụng tăng năng suất vật nuôi cải thiện hệ số tiêu tốn thức ăn và phòng ngừa tiêu chảy từ đó làm tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi tuy nhiên bên cạnh lợi ích tích cực của kháng sinh thì việc sử dụng bừa bãi sẽ gây ra tác hại rất lớn cho sức khỏe cộng đồng như gây dị ứng ngộ độc ung thư và các bệnh nghiêm trọng khác trong gan thần kinh hệ tiêu hóa tim và có khả năng gây đột biến. Để chúng ta đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, ngành chức năng khuyên cáo người chăn nuôi cần thực hiện 3 không. Không sử dụng chất cấm, chất tạo nạc, vàng ô trong chăn nuôi. Không sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y ngoài danh mục được phép dùng trong chăn nuôi. Không sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y không rõ nguồn gốc, xuất xứ hiện nay mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học đang được nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh áp dụng và nhân rộng với những ưu điểm vượt trội mô hình này không những đảm bảo an toàn mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao áp dụng mô hình này các hộ dân trải trên nền chuồng một lớp đệm sinh học trong đó chủ yếu là trấu trộn vôi hoặc rơm dạ ủ men vi sinh theo người chăn nuôi nền đệm lót này rất đảm bảo vệ sinh môi trường không có mùi hôi hạn chế ruồi muỗi thay vì nuôi trên nền xi măng hoặc nền gạch phải tám dọn phần mỗi ngày mất nhiều công sức thì mô hình chăn nuôi trên nền chuồng bằng đệm lót sẽ giúp tiết kiệm được nước, nhân công và chi phí về thức ăn cũng như thuốc thú y. Ngoài ra sau khi xuất chuồng, đệm lót này còn có thể dùng để làm phân bón cho cây trồng rất hiệu quả. Với nhiều lợi ích kể trên, ngành nông nghiệp tỉnh đang khuyến khích người dân tiếp tục nhân rộng mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học nhằm góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng nông nghiệp sạch, bền vững. Thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu về thực phẩm thường tăng mạnh. Vì vậy, nhiều hội dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh đang tăng cường thực hiện các biện pháp chăm sóc và nuôi dưỡng an toàn nhằm đảm bảo vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa phòng tránh dịch bệnh. Gia đình ông La Văn Dương ở phố Đầu Cầu, thị trấn Phủ Thông, Hiệp Bạch Thông, hàng năm đều nuôi từ vài chục đến hàng trăm con lợn. Do chăn nuôi số lượng lớn nên gia đình ông khá chú trọng đến việc tiêu độc cử trùng và vệ sinh chuồng trại qua đó hạn chế được tối đa dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi. Gia đình tôi thì mỗi một tháng thì chúng tôi làm phun bốn lần đã là đều nhất vì là lợn này, gà này, vịt này, đấy nó rất là nhiều nên là chúng tôi là lúc nào cũng phải là điều hòa phun tiêu độc khử trùng này để đảm bảo về con 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 vật nuôi. Thời gian gần đây, người chăn nuôi đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh dịch như dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn, dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, bệnh cúm trên da cầm. Vì vậy để đảm bảo an toàn trong chăn nuôi, người dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp đã chú trọng đến khâu vệ sinh tiêu độc khử trùng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện phun trên 7.500 lít thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Bên cạnh đó, các hộ dân cũng chú ý phòng bệnh cho đàn vật nuôi, thực hiện sát khuẩn, khử khuẩn thường xuyên. Vì vậy, đàn vật nuôi ít bị ảnh hưởng về sức khỏe không mình trong vật nuôi thì mình thường xuyên khử trùng cái kia là cái cơ bản à, phải giữ chuồng trại nó sạch sẽ Đấy, lúc nào cũng phải sạch thường là mình tháng phút hai lần có lúc dịch thì ngày phút một hai lần một một lần để đảm bảo đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh nhiều hộ còn đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại quy mô lớn với thiết kế thông thoáng sạch sẽ có hầm yoga có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường ngoài ra một số hợp tác xã còn đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học sử dụng các loại thức ăn được ủ theo phương pháp hữu cơ nhằm giúp đàn vật nuôi tăng sức đề kháng đồng thời tạo ra được sản phẩm thịt lợn sạch và đảm bảo chất lượng tôi trước tiên tôi vệ sinh chuồng trại sạch sẽ mỗi tuần tôi phun của trùng hai lần còn về hàng ngày chăn nuôi thì chăn lợn thức ăn hữu cơ trộn ba bia ba đậu bột cá cây dược liệu để đảm bảo thịt lợn ngon, sạch. Hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi trong tỉnh còn kết nối với các doanh nghiệp để sản xuất theo chuỗi sản phẩm an toàn. Nhờ sự liên kết này, người chăn nuôi không những được hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc men, mà còn được bao tiêu về đầu ra của sản phẩm, qua đó ít phải chịu những rủi ro như giá cả xuống thấp hoặc những mối đe dọa từ dịch bệnh. Cùng với việc thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn, người nuôi lợn cũng cần chú ý tăng cường vệ sinh chuồng trại nhằm phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Một, thiết kế chuồng trại chăn nuôi khoa học thông thoáng, hạn chế tối đa người ngoài ra vào khu vực chăn nuôi. Trước khi ra vào khu vực này, phải sát trùng, ủng, giày dép. Hai, định kỳ phun sát trùng quanh khu vực chăn nuôi hai tuần một lần, phun trùng nuôi một tuần một lần. Ba, thực xuyên vệ sinh khu vực chuồng trại, rắc vôi bột, đường đi vào khu vực chăn nuôi, hành lang trùng nuôi. Bốn, sau mỗi đợt nuôi phải lau rửa chuồng trại để chống chuồng ít nhất 10 ngày trước khi đưa lợn mới vào nuôi. Trường hợp bị dịch bệnh nếu tái đàn phải để chống chuồng ít nhất 30 ngày và phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số sai phạm về kinh doanh vật tư nông nghiệp nhằm từng bước đưa công tác quản lý giống vật tư nông nghiệp đi vào nền nếp và đáp ứng các quy định của pháp luật. Tỉnh Bắc Cạn đang đẩy mạnh siết chặt hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm này. Cửa hàng của gia đình chị Hoàng Thị Phong hiện đang bày bán nhiều sản phẩm vật tư nông nghiệp như thức ăn chăn nuôi, giống ngô, lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Trong quá trình kinh doanh, gia đình chị luôn thực hiện tốt các quy định về thủ tục, hồ sơ, chứng từ, nguồn gốc của sản phẩm. Vì vậy, trong các đợt kiểm tra hàng năm của lực lượng chức năng, các sản phẩm tại cửa hàng của gia đình chị đều đảm bảo các yêu cầu đề ra. Nhà tôi thì cũng chọn những cái chỗ đúng có hóa đơn đỏ, sao? có uy tín thì cũng mới nhập hàng chứ không nhập hàng trôi nổi. Còn những cái hàng nhập về thì cũng xem cái hạn sử dụng này, hạn dùng này thì mình cũng kiểm tra thường xuyên khi trước khi bán cho khách hàng. Từ đầu năm đến nay, thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan tổ chức thực hiện hai đợt kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tại 52 cơ sở thuộc 8 huyện thành phố. Qua đó đã phát hiện một số sai phạm. Cụ thể đoàn đã kiểm tra phân tích 20 mẫu giống lúa, 18 mẫu phân bón, 10 mẫu thuốc bảo vệ thực vật tại các cơ sở buôn bán trên địa bàn tỉnh. Kết quả phân tích, đa số các mẫu đều đạt chỉ tiêu chất lượng chính, tuy nhiên vẫn còn một số mẫu phân bón thuốc bảo vệ thực vật có hàm lượng không đạt tiêu chuẩn. Cùng với đó, thanh tra sở đã tiến hành 147 cuộc thanh kiểm tra tại 421 cơ sở mua bán, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp. Qua đó phát hiện 358 cơ sở vi phạm, có quá trình kiểm tra 20 cơ sở thì có phát hiện là 7 vụ vi phạm, Đấy, trong đó để có hai uh, vụ vi phạm về cái chất lượng thuốc không đảm bảo theo quy định của nhà sản xuất, Đấy, cái hàm lượng hoạt chất không đảm bảo theo quy định và một cái vụ vi phạm là 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 kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là các thuốc cấm nằm ngoài danh mục kinh doanh thuốc bảo vệ được phép kinh doanh sử dụng tại Việt Nam. Ngoài những vi phạm trên thì một số cửa hàng vật tư nông nghiệp còn sắp xếp chứng từ chưa khoa học, chưa đảm bảo theo quy định hiện hành, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa cụ thể, gây khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện. Trước những thiếu sót này, ngành nông nghiệp đã có văn bản đề nghị các cơ sở bổ sung, khắc phục, đồng thời liên hệ với nhà sản xuất, nhà phân phối thực hiện các biện pháp xử lý. Hiện nay nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và các tiểu thương trong tỉnh đã chuẩn bị hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán 2022 để đảm bảo an toàn trong tiêu dùng. Ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng phục vụ Tết thuộc lĩnh vực quản lý. Cụ thể trong tháng 1 tới, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra các cơ sở thực phẩm tại tất cả 8 huyện thành phố. Nội dung kiểm tra bao gồm các thủ tục hành chính như giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chấp hành luật an toàn thực phẩm luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, các nghị định, thông tư và các văn bản quy chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm. Đối tượng thanh tra kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất kinh doanh và chế biến thực phẩm, trong đó tập trung vào các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như bánh, mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát, lương thực thực phẩm. Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó tạo sự yên tâm cho người dân trên địa bàn tỉnh đón Tết cổ truyền an toàn, vui tươi ở đây thì chương mục an toàn đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.